say. It felt like I knew that I always loved you. Chỉ mong ngày kết duyên cao trầu, mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng giàu, đừng lo, có em đây mà em hiền. Ba em không có, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Ba em khoái anh rồi, em không nói anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây, em thương anh lắm lo mình ơi. Yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à? Gặp đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận. Bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được. Như anh nè, lấy anh hôn, chầu cao anh đưa tới, dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành.
xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới nào là rượu hồng. Này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi, cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối. Tên chúng mình có cả ngày thành đôi, tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sao ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì, chồng ơi tới luôn anh cứ chơi hết mình. Xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng. Ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Vì là vì bên anh mình băng qua cánh đồng xanh. Đồng xanh vẫn chứa tình em trọn một đời dành cho anh mãi. Em sẽ theo anh vì làm nhau miền Tây. Quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh vì làm nhau miền Tây. Mà em khoái anh rồi em không ơi anh em làm sao. Anh là trai đi thường, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, tình lắm. Thương thì nói là thương, lời em nói nghe đây em thương anh lắm lo mình ơi. Em sẽ theo anh về làm dâu miền Tây. Quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về làm dâu miền Tây. Mà em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết thương, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương. Lời em nói nghe này em thương anh lắm đó mình ơi. Bên sông anh ngó qua bờ bên kia anh thấy em ngồi
Xin kính thưa quý lương tộc mọi nhà gái, ngày nay là ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão năm 2023, là chọn ngày trai chọn ngày lành tháng tốt để đón dâu. Xin hỏi nhà gái cho hỏi nhà trai để nhập gia. Dạ hai ông bắt tay giùm nghe. Bắt tay mà. Dạ quá ok rồi, dạ được. Xây xong lâu nay không thấy hoa, em có trao quà nhưng không đưa tới tay, mà thầm mong cho em đừng thương ngay. Mà ngoài anh ra ngôi nhà tương lai, nghe bài ca đua đất thơm mùi hương quê. Ngoài anh ra ngôi nhà tương lai, nghe bài ca đua đất thơm mùi hương quê. Ngoài anh ra ngôi nhà tương lai, nghe bài ca dâu chú dễ để làm lễ từ đường.
rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa, rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết tái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xu kết bóng mười giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó qua bà cô dâu chú rể đã làm lễ từ đường sông rồi qua làm lễ ông bà xong. Bây giờ hai ông à, ông là gì, bác cậu cậu bác thì cũng giờ lớn hơn ông tôi rồi, thì giờ mời hai ông vô cho cháu nó làm lễ làm gì đó để chụp đi. Dạ rồi hai ông cũng ly uống vậy ba. Bữa đậu là ta tới ta chế rồi, ta không vô. Rồi lại đi hơn rồi, bỏ lại. Bây giờ cháu nó xá lại. Nãy giờ phải vụ ai ông mèo chế. Dạ mình tranh thủ đi chứ tới là dạ tốt nó gọn đi. Ủa cái giờ tốt hơn rồi. Còn ai nữa thì đi đâu đó về vợ về vợ của cháu nó cho cháu nó lưng lụn. Dạ. Dạ nhà ông kính chụp hình nha. Rồi hai bà cũng ly. Uống đi uống hết luôn. Vậy là cô anh chị về nhượng về là không có ai nữa không? Chế phải không? Chế phải không? Chị em xin kính thưa quý lượng tập qua cái phần cô dâu chú rể đó là lễ ông bà sống cũng vừa xong. Bây giờ qua cái phần cô dâu chú rể dở mâm chầu. Tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm quy ngương mơ ước ngày đêm đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu. Gian khó vẫn không sơn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sơn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đắm sâu. Lượng tập qua bằng cô dâu chú rể đã dở mâm chầu vừa xong, thì cuộc lễ rước dâu hôm nay thì cũng xin bế mạc. Chung mày nghe cái này sai luôn rồi, sai luôn cái cốc nghe này phải cộng cho con nha. Vậy là lá dạo là cũng bông bọn bông bọn. Giờ xin kính thưa quý lễ tập ở nhà gái, giờ đón dâu đã đến, giờ lành đã tốt. Tôi bây giờ quốc chưa rồi quốc, tôi xin kính mời lấy ngót luôn nha, hết luôn nha. Họ bên giờ phải họ nhà gái để đến họ nhà trai dự buổi tiệc chung vui. Xin kính mời và kính mời. Đám cưới nha. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất,
Làng trên xóm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tính chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Đôi mình là nhất, làng trên xóm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tính chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Come on, everybody jump, everybody jump. Let's end this thing. Xin kính thưa quý lãnh đạo.
đọc qua cái phần thông gia đã làm lễ từ đường vừa xong, qua phần cô dâu chú rể để làm lễ từ đường. Rồi con mướn à. Đâu vậy? Có ngoan nữa nghe chưa? Có ngoan nữa đó. Ngoan đâu? Cô Năm á. Ông ơi. Có ngoan cô Năm nữa. Dạ xe lấy cho. Ở. Hả? Vậy đó ở. Đó chỉ này đi ở. Vậy đó. Hai, ba cái nữa, hai, ba cái nữa. Cảm ơn. Làm vậy đi. Lên chứ. Trời ơi. Chúc cho hai cháu trong năm hạnh phúc. Thầy làm sự như ý đầu năm thì thành công tí.
công nhận nha. Mới về, mới về. Đồng đi. Đưa đi. Rồi gọi nha. 2 3 cái nữa. 2 3. Dạ rồi, cảm ơn mình đúng rồi. Đúng rồi, nó chị chỗ cái bàn hả chị cho nó biết trời. Đây là ngày vui của hai cháu đó, chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc, vạn sự như ý, giàu sang phú quý. Mình vàng vô ký ký đẻ thêm thằng Tuấn Lý xin mừng có tay đi. Tao con dạ chú ơi, chú ơi. Rồi ông kính giùm con như cả nhà, ông kính con nè. 2 3 2 3. Dạ rồi, con mời mình dùm rượu. Cụng lê, cụng lê. Cụng lê, cụng lê. Mới kính tiền hả? Cụng lê, cụng lê. Rồi cạn đi, cạn đi. Cạn đi mà. Ba ông có cái gì? Có món quà nhỏ nhỏ. Đó. Quà gì? Đó. Phải 100 lần. Chứ không phải là một dốt ấy, một dốt là phải 100 lần. À, một dốt là 4 lần. À, 100 lần. À, 100 lần. Đúng rồi. Một cái này thôi. Đó, cái này. Gì mà. Gì ốc, gì ốc, đứng đang chờ. Đang chờ. Tay cho tôi đây hả? Tay, 2 3 2 3, ok. Út rồi phải vậy. Dạ. Nhưng mà cái không có thấu. Cầm cầm quá, cầm tối quá, mất lắm cũng không mau, anh tôi không yêu mà. Má thì lên cho biết nhà. Chúc mày đó em làm hạnh phúc nha. Chúc mang dài, dài. Dạ, chúc mày đẳng đúng vô luôn. Rồi, nhận kính con 2, 3, 2, 3. 2, 3, rồi con cảm ơn. Rồi, dính lông hoa đó. Dính rồi, dính rồi. Sao chứ không chịu đứng gần trước hả? Vâng, ừ, vậy đó. Kính thưa quý lưỡng tộc, qua cái phần cô dâu chú rể đó làm lễ ông bà sống vừa xong, giờ kính mời bên họ nhà gái xuống dự. Quê mình chân chất, gần nhà anh cứ đi bằng chân đất. Không sao, trưởng đàn thần nhất lũ nhóc len bên giống qua đây anh cần tất. Lâm vô miền Tây không có như còn phải dễ. Chỉ cần gật đầu anh luôn luôn cho phải lễ. Ba con lối sớm, hồi bao em tai ghế. Một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga gáy. Tân hôn của chú rể Thanh Hoàng sẽ nhiên cùng cô dâu Ý Nhi. Lời nói đầu tiên cho phép cẩm nang xin được thay lời cho hai bên gia đình nam nữ chú hôn. Âm thanh ánh sáng Minh Hiếu kết hợp cùng dịch vụ nấu ăn năm đẹp. Xin chân thành gửi đến quý vị một lời kính chúc sức khỏe, lời tiếp đón nồng hậu và lời chào mừng nồng nhiệt nhé. Kính thưa văn viên hay họ, tình yêu luôn là một đề tài muôn thở, là niềm hạnh phúc lớn lao mà tạo hóa đã ban tặng cho mọi con người của chúng ta. Sau thời gian quen biết và tìm hiểu, chú rể Thanh Hoàng, cô dâu Ý Nhi đã tìm được cho mình một bến bờ hạnh phúc và đám cưới hôm nay cũng là minh chứng cho tình yêu đó. Kính thưa tất cả quý vị, đôi quý ngư của chúng ta có được hạnh phúc trọng đại như ngày hôm nay thì chắc hẳn rằng cũng không thể nào quên được công ơn sinh thành dưỡng dục của những đấng sinh thành. Cũng xin phép câu nước biển mênh mông không đun đầy tình mẹ, mấy trời lồng lộng không phụ kính công cha, tân họ tân tạo sớm hơn mẹ đứa con không lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. À vâng, bây giờ phút trọng đại này đây, về phía họ nhà trai thì xin được long trọng kính mời ông Mai Quang Nôi và bà Nguyễn Thị Phượng là song hăng của chú rể Thanh Hoàng tiến lên sân lễ ạ. Long trọng kính mời ông Phạm Văn Ngạc, bà Quỳnh Thị Trinh là song hăng của cô dâu Ý Nhi cùng tiến lên sân lễ ạ. Chúng tôi ngày hôm nay được không quý vị? Thưa tất cả quý vị, bây giờ phút này đây thì xin mời tất cả quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật là dài, thật là lớn để diễn nhất bữa hạnh phúc nhất của ngày hôm nay. Cùng tay trong tay tiến lên lễ đầy hạnh phúc ạ. Một tràng vỗ tay để chúc mừng cho đôi duyên của chúng ta ngày hôm nay quý vị.
cô dâu sớm tiếp chịu lại nồng tiếp cùng cam. Hôm nay kính thưa tất cả quý vị và đại gia đình của chúng tôi, giờ phút này đây đã có mặt đầy đủ trên sân lễ. Thì Cẩm Nang cũng xin được long trọng tuyên bố đến tất cả quý vị, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 19 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, là ngày lễ Thắng Lanh, ngày mà đôi trai tài gái sắc chính thức kết tình phu thê, được sự đồng ý của hai bên gia đình và sự chấp thuận của pháp luật. Kể từ ngày hôm nay, đôi vinh ương của chúng ta đã chính thức trở thành vợ thành chồng. Một lần nữa, Cẩm Nang cùng đại gia đình của chúng tôi xin được cúi đầu chào toàn thể quý vị. Thay lời cảm ơn chân thành nhất. Rượu là biểu tượng của sự nồng cháy ái ân. Rượu được ví như mật ngọt và màu hồng để tô điểm cho sự thị dung. Chú thầy ơi, hãy nhiều bước cô dâu tiến tới hấp rượu để khai rượu hạnh phúc trong ngày cưới ạ. Vâng, và đây cũng là nghi thức đầu tiên của buổi lễ hôm nay ạ. Tay trong tay, vai kề vai và hai mấy đầu tựa vào nhau, ôm cùng nhau rất nhiều rượu hồng đầu tiên. Rượu hồng tuôn chảy ánh lung linh, nhẹ rớt dầu đi đậm chiều tình, chúc cho đôi bạn nhiều hạnh phúc, trăm năm giữ vững mối duyên tình. Ta hãy tiếp tục rất nhiều rượu hồng thứ hai ạ. Rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao nồng ấm duyên đầy với nhau, cùng ước mơ đến mai sau, tình thương chung thủy cho nhau trọn đời. À vâng, và trái thứ hai thì Cẩm Nang cũng xin được đại diện cho tất cả các vị đoàn khách có mặt trong hôn lễ hôm nay, xin mời chúc cho đôi vinh ương trăm năm hạnh phúc. Vâng, xin được mời đôi vinh ương của chúng ta hãy dâng những ly rượu thành kính lên cho những đấng sinh thành của mình để tỏ lòng hiếu thảo và công nghi dục với đôi này ạ. Vâng, chú rể sẽ dâng cho ba và cô dâu sẽ dâng cho mẹ. Vâng, chúng ta sẽ dâng cho ba mẹ bên họ nhà trai trước ạ. Xin cho mẹ hãy nhận của hai con ly rượu này, và kể từ ngày hôm nay xin chính thức nhận hai con là con của một gia đình. Công chương như núi Thái Sơn, nghĩa vẹn như nước trong lòng chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vâng, xin được mời chú rể hãy nhận hai ly rượu kế tiếp và trao về cho cô dâu một ly, đồng thời trở về trung tâm của sân khấu ạ. Kính thưa tất cả quý vị, bây giờ phút này đây thì xin mời tất cả quý vị hãy rót cho thật là đầy ly, dù trên bàn là một ly nước lã, một ly nước ngọt hoặc một ly bia, để thay lời chúc mừng cho đại gia đình của chúng tôi ngày hôm nay, được không quý vị? Cùng nâng ly lên nào quý vị. Một bước để cùng đi với nhau để thắt chặt tình hôn nhau từ đây và mãi mãi ạ. Tôi lên như vậy, tôi lên nè, tôi lên. Ok. À vâng, và nghi thức trên rượu cho cha mẹ cũng đã hoàn thành, thì xin được mời hai bên gia đình hãy bắt tay nhau và trở về bàn tiệc để chiêu đãi những khách quý ạ. Rồi đúng rồi, nhìn cái điều con nha, nhìn cái điều con. Vâng, tiếp tục xin được mời hai bà chơi ạ. Đâu, 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 nhìn cái điều con ấy nha. Rồi, cảm ơn hai bà chơi. Vâng, xin được mời đôi huynh ương của chúng ta hãy tiến lệ đáp bánh để đáp bánh tình yêu trong ngày hôm nay. Gần đây mới mặn xinh đẹp quen nhau, bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng son sắt hiểu mình với ta. Bánh này sẽ được cắt ra sáng như chân xa giữa thân với mình. Rồi đúng rồi, cô dâu ôm bên má như vậy là nè, ôm bên má như vậy là đúng rồi. Như vậy ơi, đây là đúng rồi. Vâng, xin mời đôi vinh ương
rồi chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức hương vị ngọt ngào của chiếc bánh hôm nay ạ. Rất là đẹp đúng không quý vị? Tôi lên. Cảm ơn. Chúng ta tất cả quý vị thì nãy giờ quý vị đã chứng kiến hai nghi thức rồi quý vị. Bây giờ còn một nghi thức rất là quan trọng quý vị, đó là nghi thức của chú rể của chúng ta sẽ trao cho cô dâu một nụ hôn quý vị. Vâng, bây giờ phút này đây thì xin được mời đôi uyên ương của chúng ta hãy quay lại nhìn nhau. Hai tay của chú rể sẽ ôm vào eo của cô dâu, hai tay của cô dâu sẽ để lên vai của chú rể. Khi nào nghe theo tiếng biến của MC bắt đầu hôn rồi phải hôn người chú rể. Hôn trước là hôn lại nha. Một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần cho chú rể của chúng ta được không quý vị? Mời chú rể hãy nhiều bước cô dâu trở về bàn thiệt để siêu đại nghiệp thật quý và chụp lại những tấm hình kỷ niệm trong hôn lễ ngày hôm nay ạ. Đông con mừng tay nơi thân đau theo bàn tay tôi tiên lòng thì đâu ngay chi xứ xa em thưa mẹ cha em theo anh về cho mình được nên duyên thành đôi trang trải miền quê nỗi mướn cắm câu đồng xa ruộng sâu lại chi dài dầu con em hiền ngoan nơi chốn xa hoa chịu anh cái tính thiện tha đám cưới miền tây nơi thành đô theo anh về đây cho duyên tình quê thêm đằng sau trầu cao thắm tươi giấc giá hoa mình đám cưới anh ơi giang nhạc bập bùng rộn ràng mừng cô dâu mới đầy đầy chú sao cứ bên sang thăm năng ly chúc phúc đứa đôi sang năm màu mà có cha gái lớn gái chồng ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai
Em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo anh về Vinh đi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh mới nghe lời. Về bên nhau ta xây hạnh phúc lâu dài, về bên nhau ta xây tương lai người ơi. Tiền chiến còn má của em có hàng bán xôi. Lúc rảnh rỗi đi chùa Châu Đốc, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu, để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chiều chở em đi mua cà rá ngân nga cầu hát. Trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong.